Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với Phong Thủy Tam Nguyên. Và ngày hôm nay thì Diện Đàm rất là vui khi lại được đồng hành cùng quý cô chú, anh chị trong video lần này với chủ đề đó là các phương pháp ứng dụng phong thủy để thu hút tài lộc cho phòng khách. Chúng ta cũng biết rằng phòng khách là một không gian sinh hoạt chung của mỗi gia đình và nó là một cái không gian mà được nhiều người quan tâm trong việc trang trí cũng như là sắp xếp các đồ đạc ở trong này. Và bên cạnh đó thì cũng có nhiều người quan tâm là ứng dụng phong thủy trong phòng khách để mà có thể tăng cái tính thu hút tài lộc cho căn nhà của mình. Vậy thì làm như thế nào và làm cách nào để đạt hiệu quả tốt nhất thì là không phải ai cũng biết. Và thực tế thì cũng có nhiều những cái kiến thức phong thủy được chia sẻ trên mạng, tuy nhiên thì nó chưa thực sự là hữu ích và đầy đủ nhất. Chính vì vậy nên là ngày hôm nay trong video lần này, Phong Thủy Tam Nguyên hy vọng rằng sẽ cung cấp được một vài những cái thông tin hữu ích cho quý cô chú, anh chị và các bạn. Và nếu như mà trong quá trình xem video này, quý cô chú, anh chị và các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy nhanh tay đặt ở phía dưới phần comment với cú pháp đó là họ tên, số điện thoại liên hệ và câu hỏi thắc mắc, hoặc là gọi ngay về trực tiếp hotline của chúng tôi đó là 1900 2292 để được các trợ lý của thầy Tam Nguyên tư vấn một cách nhanh nhất và chính xác nhất nhé. Và nhân vật không thể thiếu đối với Phong Thủy Tam Nguyên xin được giới thiệu với tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn, đó chính là anh Đức Trung, một người phải nói là có rất là nhiều kiến thức về phong thủy ạ. Vâng, xin chào MC Diện Đàm, xin kính chào đến các cô chú, anh chị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Anh Trung ơi, ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta đó là cái việc ứng dụng phong thủy trong phòng khách ạ, để mà thu hút tài lộc. Thì khi mà nói tới phong thủy thì phải nói đây là một cái chủ đề rất là rộng đúng không ạ? Và em, cá nhân em thì em cũng rất là quan tâm tới việc là làm sao để mình ứng dụng những cái kiến thức dù là nhỏ thôi, nhưng mà nó khiến cho cái việc, nó khiến cho ngôi nhà của mình đi, nó trở nên tài lộc hơn và tăng cái hiệu quả kinh doanh cũng như là về cuộc sống của mình. Như vậy thì cái việc ứng dụng phong thủy trong phòng khách nói riêng cũng như là cho cái căn nhà của mình nói chung thì em nghĩ là nó rất là quan trọng. Vậy thì cái tầm quan trọng này cụ thể như thế nào thì anh có thể chia sẻ rõ hơn cho em cũng như là quý vị khán giả được hiểu rõ không ạ? Đối với cái việc mà chúng ta ứng dụng phong thủy, trao đổi với lại MC Diện Đàm cũng như các cô chú chị, chúng ta hiểu như thế này. Phong thủy trong cái việc mà chúng ta ứng dụng cho đến ngày hôm nay cũng lên đến vài ngàn năm rồi đúng không ạ? Tức là có một cái cơ sở dữ liệu trong quá khứ và hiện tại chúng ta vẫn đang ứng dụng. Và thực tế thì các chuyên gia phong thủy vẫn luôn nhận định cho rằng là phong thủy là một bộ môn nghiên cứu về khoa học chúng ta ứng dụng trong cuộc sống, và mục đích là cái việc chúng ta kiến tạo nên một cái không gian sống và môi trường sống đúng không ạ, để làm sao ở đấy nó có sự hài hòa giữa thiên địa nhân khí, tức là cái yếu tố khí của trời đất và con người, có một cái sự hài hòa từ cái việc mà chúng ta tạo dựng nên một cái không gian, một cái môi trường, một cái cách cục nó ổn, nó tốt, thì con người ở trong đó, cá nhân con người chúng ta nó sẽ có một cái sự khỏe khoắn về tinh thần, về sức khỏe, cũng từ đó mà tài lộc, gia đạo và sự nghiệp nó trở nên một cách tốt hơn. Chứ không chỉ đơn giản là người ta hiểu phong là gió và thủy là nước, cái đấy là nguyên lý thôi, còn đâu rằng là cái mục đích xa rộng mà chúng ta ứng dụng phong thủy nó như vậy. Thế thì hiểu một cách như vậy chúng ta có thể thấy một điều, đó là nếu như cái việc mà đơn giản như vậy thì chúng ta có thể thấy ngay những cái ứng dụng rất đơn thuần trong cuộc sống mà chúng ta thấy, ví dụ cái nhà bẩn chúng ta quét đi thì đấy cũng chính là phong thủy. Chúng ta thấy đồ đạc lộn xộn mà chúng ta xếp gọn lại, nó chính là phong thủy. Rất nhiều trường hợp nó là thầy Tam Nguyên cũng Đức Trung đi khảo sát nhà cho một số các cô chú chị, có khi nhà rất lớn nhưng đôi khi là trong ngôi nhà đó các gia chủ bận bịu quá mà không có cái cơ hội cũng như không có nhiều thời gian để sắp xếp, để dọn dẹp đi ấy, thì có khi nó lớn như vậy thôi nhưng mà về cơ bản nó vẫn không khoa học và cũng không sạch sẽ. Và việc đầu tiên muốn cải tạo phong thủy này thì hãy làm cho không gian sạch sẽ đi đã. Em cũng nghĩ là đôi khi mà cái nhà nó bẩn ấy nó làm ảnh hưởng rất là lớn đến tinh thần của mình đúng không anh? Cho nên là cái công việc nó bị đình trệ, đôi khi là người ta không biết, người ta lại nghĩ là do yếu tố này, do yếu tố kia. Đúng. Và trong đấy thì chúng ta biết một điều, đó là trong các cái khối công năng của một ngôi nhà đi, thì chúng ta có nhắc đến câu chuyện đó là công năng của phòng khách. Vậy thì trong ngôi nhà thì nó có rất nhiều các khối công năng quan trọng khác, như là cổng, cửa, phòng khách, phòng ngủ, rồi là phòng thờ, rồi là rất nhiều các công năng liên quan khác. Thì trong đó chúng ta có thể nhắc đến một số, một cái công năng rất quan trọng, mà cái công năng này chủ về tài lộc này. Nó chủ về tài lộc, chủ về đào hoa, chủ về quý nhân và chủ về rất nhiều những cái yếu tố quan trọng khác trong một ngôi nhà. Thì đấy chính là cái phòng khách của ngôi nhà. Đấy. Phòng khách hay người ta còn gọi là minh đường. Các cô chú chị ạ, có một cái khái niệm quan trọng trong phong thủy, đó là phòng khách người ta còn gọi là minh đường. Tức ở đây là như nào? Tức là khi mà cái yếu tố về chúng ta thu nạp những cái trường khí, thu nạp những cái dòng khí từ đại môn, tức là từ cửa chính của ngôi nhà, thì nó nạp đầu tiên nạp vào đâu? Nó chính là nạp vào phòng khách.
Và từ cái phòng khách này thì cái dòng khí được ngưng tụ và sau đó được loan hoàn chuyển đến các cái phòng công năng khác nhau và đi theo đường cầu thang để lên các cái công năng bên trên các tầng. Do đó rằng là xét về các công năng quan trọng thì có thể coi công năng phòng khách là một trong những công năng quan trọng nhất mà chúng ta cần phải luôn tính toán cũng như phải thiết kế thật là kỹ cả về yếu tố về kiến trúc thẩm mỹ cả về phong thủy thì nó mới đắc được cái về tài lộc hay là quý nhân cho gia chủ. Anh Trung ơi, khi mà tìm hiểu về phong thủy thì em thấy có một cái từ khóa mà mọi người hay dùng, đó chính là phương vị ạ. Vậy thì khi mà nói tới phòng khách cũng là minh đường ấy, minh đường của mình, thì anh có cái phương pháp hay là nguyên tắc nào để giúp quý cô chú anh chị và các bạn có thể xác định được cái phương vị phù hợp không ạ? Trong phong thủy thì nó có một cái khái niệm rất quan trọng, đó là phương vị. Cái yếu tố phương vị này mục đích chúng ta ứng dụng trong cái việc chúng ta xác định ra những cái phương vị, tức là chúng ta tìm ra được những cái vị trí tốt hoặc là những cái vị trí xấu để mục đích chúng ta đó là kích hoạt hoặc là hóa giải nó đi. Nếu như tốt thì chúng ta kích hoạt nó lên và nếu nó xấu thì chúng ta cần phải mục đích hóa giải. Thì trong cái việc này chúng ta hiểu một điều, đó là giống như là cái ngôi nhà đi, cái ngôi nhà hay là cái phòng khách vốn dĩ là một cái thực thể riêng biệt thì nó cũng giống như cơ thể chúng ta, đúng không? Trên cơ thể chúng ta để có vô vàn những cái huyệt đạo, để mà khi mà nắm được những huyệt đạo quan trọng thì chúng ta có cái cách mà chúng ta châm cứu hoặc khi chúng ta bấm huyệt để đả thông những cái kinh mạch trong cơ thể thì giúp cho cơ thể chúng ta trở nên khỏe khoắn hơn. Thì trong phòng khách hay trong ngôi nhà nó sẽ có những cái vị trí chủ chốt và quan trọng. Và những cái vị trí này nếu như chúng ta không biết mà chúng ta vô tình làm xấu, làm động hoặc là chúng ta làm ô uế những cái vị trí đấy thì vô tình nó sẽ làm cho cái việc ngôi nhà của chúng ta nó trở nên bị tổn hao về trường khí, về tài lộc, về quý nhân nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu chúng ta biết cách một cách kích hoạt nó tốt thì những phương vị này nó giống như việc nó đả thông những cái nguồn trường khí ngưng tụ trong ngôi nhà và nó làm cho ngôi nhà chúng ta trở nên vượng khí hơn và tốt hơn. Thế thì trong cái việc mà ứng dụng phong thủy đối với quá trình mà Đức Trung hay là các đội ngũ trợ lý từ thầy Tam Nguyên học tập cũng như ứng dụng và tư vấn gia chủ thì chúng ta cũng có thể là xem xét một số những cái phương vị như sau. Cái thứ nhất đó là chúng ta xét đến cái phương vị theo cái nhân khí học, tức là người ta xét những cái vị trí điểm thần sát theo cái yếu tố là thiên can của mỗi tuổi người, đặc biệt là lưu tâm của người trạch chủ, chính xác. Thì ở đây chúng ta có thể quan tâm đến một số những cái vị trí quan trọng, những cái phương vị quan trọng đối với một tuổi người, ví dụ như là những cái vị trí như cung tài lộc, cung quý nhân, hoặc là cung đào hoa hay cung văn xương. Đó. Thì cái này, cái việc mà xác định các phương vị nó đều có những nguyên tắc. Thì trong cái khóa phong thủy xây dựng ekip thì thầy Tam Nguyên cũng đã hướng dẫn các cô chú chị cách xác định những cái phương vị này rồi. Thì Đức Trung có thể nhắc qua để mà chúng ta có thể gợi nhớ lại thôi. Đấy, còn lại thì các cô chú chị cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để mà nghiên cứu. Ví dụ người ta nói rằng là những người tuổi thiên can giáp thì có phương vị tài lộc nằm tại dần, đúng không? Đấy. Mà phương vị dần đây là phương vị đông bắc, đúng không ạ? Cụ thể theo độ số là 67,5 độ. Đó thì nếu như cái việc mà chúng ta căn cứ vào các cái yếu tố, thứ nhất đó là hướng nhà này, cái thứ hai là chúng ta xác định được cái tâm của cái cục phòng khách. Tâm của cục phòng khách đó là chúng ta xác định một cái không gian mà đóng kín lại của phòng khách đấy, căn cứ theo cái hướng nhà, và chúng ta từ cái hướng nhà này, tâm này, chúng ta sẽ đặt cái một cái gọi là cái la bàn hay còn gọi là một cái thiết bị là kích thước lập cực, đặt vào đó để chúng ta phân ra các cái khu vực ở trong phòng khách đấy, thì chúng ta có thể tính toán ra được rằng là cái vị trí mà phương dần là cái phương tài lộc của người tuổi giáp, ví dụ giáp Tý rồi giáp Thìn hay là các tuổi giáp khác thì có phương tài lộc nằm tại dần đấy, thì nó nằm tại vị trí nào ở trong nhà, thì căn cứ vào cái bố cục thực tế xem là có thuận tiện hay không chúng ta có thể kích hoạt nó lên. Ví dụ như có một cái đôn, có một cái kệ hay là có một cái giá gì đó thì chúng ta có thể kích hoạt bằng một số những cái món vật phẩm hay pháp khí phong thủy thì nó sẽ rất là tốt. Vậy thì bên cạnh cái phương tài lộc như vậy thì chúng ta còn cái phương pháp nào khác hay không ạ? Có một cái vị trí quan trọng khác nữa mà các gia chủ cũng cần phải chú ý để kích hoạt thêm cái yếu tố về quý nhân tương trợ cho mình, đó người ta gọi là phương quý nhân. Đấy. Thế thì cái phương quý nhân thì nó cũng xác định theo cái nguyên tắc theo thiên can của tuổi mỗi người thôi. Đấy. Và nó có hai cái vị trí phương quý nhân luôn, tương ứng với việc mà mỗi một tuổi người sẽ có hai cái tuổi làm quý nhân cho mình, đó là âm quý nhân và dương quý nhân. Ví dụ như rằng là chúng ta cứ lấy một cái ví dụ theo thiên can giáp đi. Đấy. Tuổi giáp, tuổi mà tuổi người có thiên can giáp thì có hai phương vị quý nhân là tại phương vị Sửu và phương vị Mùi. Phương vị Sửu thì cũng sẽ nằm tại cái phương đông bắc. Bởi vì đông bắc bao gồm ba sơn hướng là Sửu, Cấn, Dần, đúng không ạ? Chúng ta vừa nhắc đến phương Dần là phương tài lộc tuổi Giáp rồi, thì phương Sửu cũng là cái phương quý nhân của người tuổi Giáp. Tiếp nữa một cái phương vị đó là phương vị Mùi, là cái phương vị nằm ở phương tây nam đối diện với lại Sửu, sẽ là phương vị Mùi. Thì hai phương vị này gọi là phương vị quý nhân của người tuổi Giáp. Thì nếu như trong ngôi nhà mà trong phòng khách thì chúng ta tìm được cái vị trí phương quý nhân hoặc là phương tài lộc này, chúng ta kích hoạt thì sẽ rất là tốt, rất là vượng. Như vậy là chúng ta đã có hai phương vị rồi, phương quý nhân này, phương tài lộc này, nhưng mà nó là xét theo cái yếu tố về tuổi của con người, đúng không ạ? Vậy thì mình còn cái phương pháp nào xác định khác nữa không anh?
Có một cái phương pháp khác mà chúng ta vẫn có thể ứng dụng được và rất là hay. Đây chính là phương pháp mà thầy Tăng Nguyên cũng như rằng là đội ngũ trợ lý của thầy vẫn thường xuyên tư vấn cho các cô chú chị vào cái thời điểm cuối năm, khi mà thời điểm giao thời giữa tiết khí của năm này qua năm khác. Thì chúng ta có một cái nguyên tắc, đó là xác định các cái phương vị tài lộc theo cái phương vị của cửu tinh. Cửu tinh đơn giản là chúng ta xác định được những cái phương vị mà các cái thần sát của các ngôi, tức là các ngôi sao, các thiên tinh ấy, đào đến các vị trí trong phòng khách. Thì chúng ta có 9 cái ngôi sao, đúng không ạ, chúng ta vẫn thường xuyên nhắc đến, đó là nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ vàng, đúng không ạ, lục bạch, thất xích, bát bạch và cửu tử. Thì trong đó chúng ta sẽ có những ngôi sao mang cái trường khí tốt và có những ngôi sao mang cái trường khí xấu, và chúng ta vẫn gọi tắt là các tinh hoặc là hung tinh. Thì cái việc mà nắm bắt các cái vị trí ngôi sao này đáo đến trong phòng khách thì chúng ta ứng dụng bằng cách là những vị trí nào có ngôi sao cát mà đáo đến thì chúng ta sẽ làm sạch sẽ và làm động nó lên, và những vị trí nào mà có những ngôi sao xấu mà đạo đến thì chúng ta làm sạch sẽ và phải giữ tĩnh nó lại. Đấy. Làm động nó lên thì bằng cách chúng ta có thể kích hoạt bằng cách là bài trí những món vật phẩm có cái sự sinh động, hay là những cái bức tranh hay những cái cây nó thật đẹp. Những cái vị trí xấu thì chúng ta phải kiêng kỵ, không có đặt những cái ô uế hoặc những cái động vào vị trí đó, thì nó sẽ giúp cho cái việc hóa giải những cái xấu ở trong nhà và kích hoạt những cái tốt. Như vậy là đối với những cái vị trí xấu thì chúng ta chỉ cần để yên thôi, đúng không ạ? Không cần phải trang trí hay là làm bất kỳ cái điều gì đụng đến. Chính xác, những vị trí xấu thì có khi đóng một cái đinh thôi cũng là ảnh hưởng. Em thấy là bởi vì nhiều người cái quan niệm là nó xấu nên là đôi khi chúng ta phải che nó đi ấy. Nên là họ trang trí rất là nhiều những cái để mà che cái vị trí đó lại. Thì như vậy thì là nó không đúng, đúng không anh? Đúng, che đi thì bản chất là chúng ta cứ làm sạch sẽ và tốt nhất là không có động vào nó. Chứ đâu là che đi có khi lại phải đục đẽo rồi có khi lại làm mà cứ bày bừa vị trí đó thì thành ra nó bẩn, chứ không phải là nó tốt, nó thành ra là ẩm mốc rồi có khi nó không có hay. Đấy, thì bằng cách là cứ vị trí tốt thì chúng ta kích hoạt nó lên, và vị trí xấu thì chúng ta phải làm tĩnh nó lại. Đấy cũng là một cái thông tin rất là hay. Như vậy là vừa rồi là một số những cái phương pháp để xác định phương vị, đúng không ạ? Vâng, như vậy em thấy là nó có khá là nhiều kiến thức, cũng như là kiểu để mà có thể tìm ra được một cái phương vị phù hợp và đúng đắn nhất thì chúng ta cần phải có những cái đóng góp từ chuyên gia, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Vâng, và qua đây cũng mong là quý cô chú anh chị và các bạn, nếu mà chúng ta tìm hiểu về phong thủy này thì cũng nên tìm một cái đơn vị phong thủy uy tín để mà xác định được một cách chính xác. Bởi vì theo như diện đàm thấy thì đây là một cái việc vô cùng quan trọng khi mà chúng ta lắp đặt phòng khách cũng như là trang trí và sắp xếp cái căn phòng cho mình, đúng không ạ? Mình quay trở lại với cái vấn đề ngày hôm nay, đó là phòng khách và cái câu chuyện là phong thủy được ứng dụng. Thế thì em thấy là có nhiều người khi mà chúng ta trang trí phòng khách ấy, lại là cái câu chuyện trang trí đấy ạ, thì mình đặt một số các cái vật phẩm trang trí chẳng hạn như là hoa khô này hay là cây khô ấy, thì cái việc mà mình đặt những cái vật phẩm như thế, nó héo hon như thế, thì anh thấy là nó có đúng đắn hay là nó có ảnh hưởng như thế nào không ạ? Về cơ bản rằng là cái yếu tố phòng khách thì chúng ta vẫn nói đó là minh đường, đúng không ạ, là nơi tụ khí và tạo ra một cái trường khí quan trọng trong ngôi nhà, và tất cả vượng khí nạp trong ngôi nhà nó phải tụ ở phòng khách đầu tiên. Và nếu như phòng khách mà được sạch sẽ cũng như những cái phương vị tốt mà được kích hoạt thì nó càng tăng thêm yếu tố vượng khí cho ngôi nhà và lan tỏa đến các cái không gian khác, nó gọi là bổ khí loan hoàn đó. Thì làm cho ngôi nhà chúng ta càng tăng thêm vượng khí và tất cả các thành viên trong ngôi nhà chúng ta được bổ trợ thêm rất nhiều. Nhưng mà nếu như cái ngay từ đầu tiên bước vào phòng khách mà chúng ta cứ cảm giác như là chúng ta bước vào cửa mà vào phòng khách thấy một cái không gian nó u mịch, nó héo hon do những cái yếu tố thứ nhất là bừa bộn, cái thứ hai là sử dụng cây hoặc là sử dụng hoa nhưng mà lại bị chết héo, thì chúng ta nhìn thấy cái quang cảnh nó tiêu điều, đúng không? Quang cảnh tiêu điều, chính điều đấy làm tụt đi cái năng lượng chúng ta. Chúng ta về nhà là nơi mà chúng ta nơi ước đến và chúng mong về, là cái nơi mà chúng ta sau những cái thời gian mệt mỏi ngoài của chúng ta quay trở lại. Nhưng mà về ngôi nhà chúng ta lại thấy rằng là không khí nó tiêu điều như thế, thì rõ ràng một điều bản thân năng lượng chúng ta đã bị tụt. Tiếp nữa là cái trường khí ngôi nhà thì nó không có vượng, thế thì lấy đâu ra tài lộc, lấy đâu ra sức khỏe, đúng không? Do đó là cũng có một số những cái nguyên tắc quan trọng trong phòng khách mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất đó là trong phòng khách nếu chúng ta có bài trí cây xanh hoặc các loại hoa thì tuyệt đối chúng ta không nên để héo và để chết. Nếu như mà có héo có chết thì một chúng ta khắc phục bằng cách mang ra ngoài ánh sáng để nó quang hợp và nó trở nên khỏe hơn, hoặc nếu như héo chết mà không cứu được thì tốt nhất chúng ta bỏ và chúng ta sử dụng cây mới. Đó, cái thứ hai nữa là một số các gia đình thì phòng khách thì muốn cho nó thoáng là làm rất nhiều cửa sổ. Đấy, chúng thấy làm rất nhiều cửa sổ thì một phòng khách mà có nhiều quá nhiều cửa sổ thì khiến cho việc khí nó không được ngưng tụ. Đấy, lưu thông. Chính xác, chúng ta cứ cảm giác như là hai cửa sổ mà hai bên nó cứ đối diện nhau như này, cứ luồng khí thổi bên này trôi tuột hết sang bên kia thì khiến cho phòng khách nó bị lộng phong quá và nó có quá nhiều ánh sáng mà chúng ta không kiểm soát được ánh sáng, thì khiến cho cái nguồn khí nó đi vào phòng khách nó không có được tụ khí lại và nó bị tán khí ngay lập tức.
thì việc đấy đã khiến cho phong thủy nó cũng không có được đắt. Tiếp nữa là một điều đó là chúng ta thấy bước vào một cái phòng khách thì cái đầu tiên, ấn tượng đầu tiên chúng ta nhìn thấy là những cái họa tiết màu sơn, rồi là cái nền gạch, đúng không? Vậy nó có lưu ý gì không anh? Có, chắc chắn một điều rất quan trọng đó là nếu như chúng ta không có nắm được những cái nguyên tắc quan trọng cho việc bổ khí trong cái việc sơn nhà thì cái màu sắc của sơn phòng khách hay là cái nền nhà đôi khi nó bị lộ cổ, và cái việc mà màu khí, màu sơn nó bị hỗn loạn như thế nó tạo ra một cái trường khí nó bị hỗn loạn. Đặc biệt là cái nền gạch, người ta quan trọng một điều là cái nền nhà hay gọi là nền phòng khách đầu tiên ấy, là cái tượng trưng cho cái con đường đi của một người trạch chủ. Và nếu như cái con đường đi này nó được bằng phẳng, nó được trơn tru và nó được đẹp thì cái sự nghiệp của người trạch chủ trở nên tốt hơn. Thì nếu như bước vào một ngôi nhà mà phòng khách cái nền gạch nó bị nhấp nhô, nó các cái khối màu đá hoa nó không có kết hợp được với nhau, nó không hài hòa, nó thể hiện những cái khối lủng củng, thì cũng có thể thấy ngay một điều là cái sự nghiệp của người trạch chủ nó cũng bị lủng củng như vậy đấy. Và chúng ta có thể nhìn thấy ngay một điều là không gian mà nó không được hài hòa như thế thì cái cuộc sống gia đạo nó cũng có, nó cũng không có cái sự hài hòa được. Đó. Do đó nhìn đi nhìn lại thì thấy là phong thủy giữa không gian sống của con người nó có một cái sợi dây kết nối liên kết rất chặt chẽ, chính xác. Em cũng cảm ơn những cái kiến thức vừa rồi, bởi vì là trước đây em cũng là một người gọi là khá là thoải mái trong việc sắp xếp những cái đồ vật ở trong phòng khách nhà mình ạ. Và cũng có đôi lần mình không để ý đến cái những cái chi tiết nhỏ như thế, nhưng mà phải nói là nó cũng ảnh hưởng khá là tiêu cực. Em nghĩ lại nó là như thế ạ. Vậy thì cũng là một về cái câu chuyện trang trí phòng khách đi, anh có cái lời khuyên nào cho em cũng như là quý vị khán giả được biết về một số các cái vật phẩm phong thủy đúng không ạ? Đối với việc mà chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy thì nó cũng có khá nhiều những cái mà chúng ta có thể ứng dụng trong cái việc kích hoạt trong ngôi nhà, trong phòng khách khác nhau để sao cho nó tăng thêm yếu tố về tài lộc cũng như về cái quý nhân tương trợ, đúng không? Thì vẫn theo cái nguyên tắc mà Đức Trung có nói, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thể xác định được một số những cái vị trí thần sát quan trọng như thế trong ngôi nhà bằng cách là xác định được cái phương tài lộc hoặc là phương quý nhân, đúng không? Thì về cái vị trí mà xác định phương tài lộc, phương quý nhân thì các cô chú chị cũng có thể kết nối với đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên để được tư vấn kỹ hơn, đúng không? Vừa rồi Đức Trung có lấy một ví dụ về một người tuổi Thiên Can Giáp đi, thì chúng ta có cái vị trí phương tài lộc là tại Dần, phương quý nhân là tại Sửu hoặc là tại Mùi, đúng không? Đó, thì tại những cái phương này thì chúng ta có thể sử dụng những món vật phẩm để chúng ta kích hoạt nó lên. Ví dụ như phương tài lộc đi, phương tài lộc chúng ta có thể sử dụng những món vật phẩm mà nó mang ý nghĩa về tài lộc. Ví dụ như là đây là một trong những vật phẩm mà chúng ta có thể ứng dụng. Đây là chiếc tụ bảo tài, đúng không ạ? Có nghĩa là lưu giữ lại cái tài lộc trong ngôi nhà, đúng không? Tụ giữ lại tài lộc, một trong những vật phẩm đầu tiên. Hay là một trong những vật phẩm khác mà chúng ta có thể đặt tại phương tài lộc, ví dụ như là một cái cây điển hạn, ví dụ một cái cây thiên mộc lan, cây thiên mộc lan hay gọi là cây phát tài. Thì với việc chúng ta sử dụng cái cây thiên mộc lan, chúng ta đặt tại cái phương tài lộc này, và trên cái mặt cây thiên mộc lan chúng ta nên trải khoảng vài kg đá thạch anh hồng, hoặc là cũng có thể đặt thêm một cái linh vật mang thứ nhất chiêu tài hóa sát trên đấy, ví dụ như một cụ thiềm thừa, một cụ long quy, thì cũng góp phần kích hoạt cái tài lộc tại cái phương này. Hay là nếu như cái việc mà cái vị trí thuận lợi mà chúng ta đặt được cái ban thần tài ở cái phương tài lộc thì còn gì bằng, đúng không? Là một trong những cái điều rất là tốt. Đến được phương tài lộc, phương quý nhân đi, phương quý nhân thì chúng ta có thể sử dụng một số những cái món vật phẩm pháp khí phong thủy để kích hoạt thêm cái quý nhân vị cho cái phương này. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng cái tháp văn xương. Cái tháp văn xương là một trong những cái hình tượng mà người ta tuyên truyền rằng là ứng dụng tháp văn xương đặt tại những cái phương vị văn xương và phương vị quý nhân thì càng tăng thêm cái quý nhân tương trợ. Thì các gia chủ cũng có thể lưu tâm sử dụng cái tháp văn xương Việt đặt tại đây thì nó sẽ rất là tốt. Hoặc là treo một số các bức tranh, ví dụ như là tranh bát mã hay tranh mã đá thành công, hoặc là tranh cửu ngư quần hùng, hoặc là cửu long tranh châu, một số những cái bức tranh mà nó càng tăng thêm cái yếu tố về hội tụ của các quý nhân hỗ trợ mình. Tức là những người mà có cái sự tương trợ đến cái cuộc sống công việc của mình rất là tốt. Đấy. Hay là nếu như cái việc mà chúng ta ứng dụng theo cửu tinh hàng năm thì các cái vị trí tốt chúng ta kích hoạt lên thì nó có căn cứ vào các vị trí sao tốt như là nhất bạch này, lục bạch này, bát bạch hoặc cửu tử. Những vị treo xấu, sao xấu mà chúng ta cần phải lưu tâm hóa giải, ví dụ như là có sao nhiếp bệnh phù, sao tam bích tỵ phi, sao ngũ hoàng đại sát, hoặc là một số các cái sao khác nữa mà nó có cái yếu tố về hung tinh thì chúng ta cần phải có phương hóa giải. Thì việc này là đội ngũ trợ lý thì thầy Tam Nguyên thì cũng có rất nhiều cái kiến thức để mà tư vấn, để mà biết rõ hơn và cụ thể là nhà mình thì nên dùng vật phẩm gì thì chúng ta cần phải tìm hiểu rõ, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì các cô chú anh chị thì cần phải có cái phương án biết
thứ nhất là biết có thể là sử dụng thực địa thì bằng cách là đo hướng hoặc xác định tự phương vị tại nhà. Cái thứ hai chúng ta có thể sử dụng cái bản vẽ mặt bằng công năng thì nó sẽ rất là tốt. Tức là mình phải dựa trên các cái điều kiện, những cái thông tin thật là chính xác. Chính xác, nó hoàn toàn khoa học. Cũng như là gia chủ, thông tin của gia chủ đúng không ạ? Nó hoàn toàn khoa học. Vâng, thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết thì quý khán giả cũng có thể liên hệ để được đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên tư vấn một cách nhanh và chính xác nhất. Đó là có thể để lại phần comment phía dưới theo cú pháp là họ tên này, số điện thoại liên hệ cũng như là câu hỏi thắc mắc, hoặc là gọi ngay về phía hotline của chúng tôi, đó là 1900 2292, để được tư vấn thật là nhanh chóng. Còn hôm nay thì chắc là chủ đề của chúng ta đến đây là kết thúc rồi đúng không ạ? Và xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi mà anh Đức Trung chia sẻ tới em cũng như là quý cô chú anh chị và các bạn. Và hy vọng là những cái kiến thức vừa rồi nó sẽ khiến cho chúng ta có thêm được những cái thông tin cũng như là một chút gì đó hiểu biết thêm về cái vấn đề phong thủy ứng dụng trong phòng khách của mỗi gia đình. Và từ đó thì mọi người có thể tìm hiểu và xem xét để ứng dụng cho ngôi nhà của mình để khiến cho cuộc sống trở nên thuận lợi hơn này, đúng không anh? Chính xác. Cũng xin cảm ơn MC Diện Đàm cũng như là xin cảm ơn các cô chú chị thường xuyên theo dõi ủng hộ đối với Phong Thủy Tam Nguyên. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Phong Thủy Tam Nguyên cũng như là chiếc chuông kế bên để nhận được những thông báo mới nhất khi mà có video mới của chúng tôi. Còn bây giờ thì Diện Đàm cũng như là anh Đức Trung xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn và hẹn gặp lại từ tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.